Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay Út sẽ gửi đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một đôi bò. Đó, đôi bò này là đôi bò cái lai xin nha cô chú anh chị và các bạn. Và đến với cái nội dung ngày hôm nay thì mong là cô chú anh chị và các bạn hãy đừng quên là chúng ta nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình. Đó, để làm chi? Để chúng ta có thể sở hữu được đôi bò này mà không bị bỏ lỡ cái cơ hội nha. Tại vì sao? Tại vì khi mà em đăng video lên có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn xem video của em. Đó, nên là cô chú anh chị bạn á, là chỉ cần gọi trễ 5-10 phút thôi thì đã có nhiều cô chú anh chị người ta gọi tới để người ta mua rồi. Thì mong là quý cô chú anh chị bạn hãy nhanh tay và nhấc máy lên gọi ngay cho em nếu mà chúng ta cảm thấy thích. Đó, từ chân móng, chậu rúng, hình ảnh chân móng nè. Đó, màu lông da, nó sái tích đều em đều quay cận cảnh để cô chú anh chị và các bạn ở xa chúng ta có thể chúng ta tiếp cận được nó cái hình ảnh chân thật, những hình ảnh cận cảnh để chúng ta có thể chọn được một con bò với cái mức giá hợp lệ. Đó, những cái hình ảnh phù hợp nha. Đó, cô chú anh chị và các bạn nhớ đừng quên là thấy thích cái video của em thì hãy đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới để chúng ta có thể cập nhật được những cái giá bò và cập nhật được những cái hình ảnh cận cảnh về những con bò khác nhau. Đó, những cái mức giá hợp lệ nha. Và bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với cái nội dung ngày hôm nay. Đây quý cô chú anh chị và các bạn, trước mắt chúng ta là một cặp bò cái lai xin nha. Cặp bò cái này á là nó được 8 tháng hơn tuổi rồi. Đó, cặp bò này được 8 tháng tuổi rồi nha. Nói chung là dai lực. Nè, dai thì lực ha. Dai nè. Để quay cận cảnh để cho bà con chúng ta coi cận cảnh nha. Dai lực ha. Mặt mày nè. Đó, từ chân móng hình hài. Đây là chân móng nè. Tướng tá nè. Nó chân dậu rúng nè, quay cận cảnh đầy đủ hết. Mình coi cái này vú nó nè cô chú anh chị bạn, thấy không? Thấy cái này vú đã không? Nó cấp mình đưa nó dàn rúng của nó nè. Cái này vú của nó khá là đẹp, con bên kia nữa kìa cô chú anh chị bạn. Con bên kia cũng là rúng, cũng là rúng chèn nha. Đó, chân chân là móng sò. Đây quý cô chú anh chị bạn có thể thấy trên cái video của em ha. Em quay cận cảnh nè. Đó, cận cảnh để chúng ta có thể nhìn thấy, không cần phải mà thời buổi bây giờ chúng ta lên chúng ta mua một con bò đâu có phải như cái lúc mà hồi xưa nữa. Tại vì công nghệ mỗi ngày mỗi phát triển á quý cô chú anh chị bạn. Đó, thì chúng ta có thể lên tivi ha, chúng ta ngồi nhà chúng ta coi canh đúng giờ, cái khung giờ phát sóng của em 8 giờ tối, 7 giờ tối và 12 giờ trưa là những cái khung giờ phát sóng của em. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Bây giờ mình coi mua bò mình ở nhà mình coi, cái mình điện thoại cái người ta chạy tới, người ta chở tới cho mình. Thấy không? Tiện lợi không? Và ai có nhu cầu bán bò thì cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại em để trên màn hình, em sẽ sắp xếp thời gian gần nhất để em đến với cô chú anh chị và các bạn ghi hình cận cảnh để em đăng bán giùm cho mọi người nha. Mà trước khi chúng ta muốn bán thì chúng ta phải nên xác định cái giá phải gọi là hợp lệ em mới đến quay được nha. Chứ cô chú anh chị bạn kêu em tới ghi hình mà lỡ như em đi đây qua Vĩnh Long hay đây qua Cần Thơ hay đây qua Sóc Trăng gì đó mà xa quá, nói chung là xa gần thì không cần biết, nhưng mà vấn đề cô chú anh chị các bạn á, chúng ta xác định cái giá phải gọi là hợp lệ để khi mà bà con lên đây nè, bà con nhà vườn chúng ta lên đây nè, chúng ta mua thì chúng ta sẽ tiếp cận được cái mức giá hợp lệ nha. Chứ để khi mà bà con, cô bác, anh chị, cô chú nào kêu em lại ghi hình mà lại kêu em lại đi đường xa, lỡ như mà lại em coi cái giá em không hợp lý, cái giá nó mắc quá hay giá kêu cao quá thì em không có quay phim được á. Cái tội nghiệp cho em nha quý cô chú anh chị các bạn. Đúng ra là em đi quay phim đúng thật sự là em không có nhận tiền của ai hết. Em quay em bán được, ai có cho em tiền cà phê hay là tiền xăng cộ gì thì cho, em không có đòi hỏi. Nhưng mà vấn đề là cô chú anh chị mà gọi điện thoại cho em thì cô chú anh chị vui lòng chúng ta xác nhận được cái xác nhận cái giá nó phải gọi là cái giá hợp lệ để có thể tiếp cận được bà con chúng ta mua về chúng ta nuôi ha. Chứ mình đừng kêu cao quá người ta mua không được, tội nghiệp cho em đi quay phim em về em cắt ghép chỉnh sửa nó nghe cô chú anh chị và các bạn. Đây là hình ảnh cận cảnh về cái đôi bò cái lai xin nè. Cặp bò này báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn, cặp bò này có giá là 39 triệu ha, hai con 39 triệu coi thùng dạo rúng nghiếm của nó đây. Rúng là rúng chèn nha quý cô chú anh chị các bạn. Có cái này vú hết biết không? Đó, chân móng nè. Đều là móng sò, hai con chân móng sò đứng thẳng rang luôn ha. Đó, sái bướm của hai con thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh để quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta coi. Đây, sái bướm của con này ha. Kế bên. Đó. Đây là sái của nó. Thì chúng ta coi chúng ta thấy cái sái của nó rồi ha.
nè. Đó, em quay cận cảnh để cô chú anh chị và các bạn chúng ta ở xa đó, chúng ta không có coi được, không đến trực tiếp coi được, thì chúng ta coi qua màn ảnh nhỏ. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Từ chân móng ha cho tới rúng. Đây, chân móng sau. Em quay đều cận cảnh hết để bà con chúng ta coi qua nó sệ nè quý cô chú anh chị bạn. Đó, qua sệ ha. Kệ đuôi nè. Quay là em không có phóng to phóng đại gì hết á, em quay cận cảnh để chúng ta có thể thấy. Rồi, kính mong cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem, nếu mà cảm thấy thích đôi bò này thì cứ nhanh tay gọi em để chúng ta sở hữu đôi bò này nha cô chú anh chị và các bạn, với mức giá là 39 triệu thì không phải mà chúng ta phải chần chừ gì nữa. Cái giá phải gọi là rất là hợp lệ, chiều cao của hai bò này là trên 1m1 hết rồi. Đó, gần 1m2 bò, dám có thể trên 1m2 nữa cô chú anh chị và các bạn. Đó, cô chú anh chị và các bạn hãy đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo. Đó, cũng như là chúng ta sẽ cập nhật những cái video mới, những cái giá thành mới để chúng ta lựa chọn con giống với cái mức giá mà chúng ta có thể phù hợp với cái kinh tế của chúng ta ha. Rồi, đó, thì bây giờ cái giá em xin nhắc lại một lần nữa cho cô chú anh chị và các bạn là mức giá của cái đôi bò này là 39 triệu. Hai con bò cái Lai Sinh Tơ, hai con bò cái Lai Sinh Tơ chỉ có giá là 39 triệu. Còn gì nữa mà chần chừ, không nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình của chú anh chị và các bạn. Đó, cặp bò này với cái mức giá thành này thì phù hợp với tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta ở vùng nông thôn, chúng ta mua gì chúng ta phát triển kinh tế. Đó, cô chú anh chị, những cặp vợ chồng nào á chúng ta mới ra riêng đúng không, chúng ta mua về chúng ta có thể cắt cỏ cho nó ăn ngày qua ngày. Đó, rồi chúng ta đi công ty chúng ta làm, chiều về chúng ta cho nó uống nước rồi cho nó ăn tiếp tục. Ngày qua ngày thì nó sẽ sanh sản, nó sẽ lên giống, nó sẽ sanh sản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái con bò con, sinh sản cho chúng ta những con bò con. Rồi đó, cũng như là chúng ta bỏ con heo vậy đó mọi người. Mình ở quê mà mình đâu có làm gì kinh tế lớn đâu. Đó, người ta thì người ta ở thành phố, thành thị đường ta làm kinh tế lớn. Còn mà ở thôn quê thì mình có kèm theo chăn nuôi, mình phụ họa vô để mình phát triển kinh tế nha. Cô chú anh chị nào cảm thấy ưng đôi bò này thì hãy nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể sở hữu cái đôi bò này ha, với cái mức giá thành khá hợp lệ 39 triệu thôi cô chú anh chị các bạn. Nhìn con bò cái tướng của nó nè. Đây quý cô chú anh chị các bạn, nhìn bò nè, cái tướng của nó nè cô chú anh chị các bạn thấy không. Đây, khá là ok. Rúng của nó là rúng chèn nè. Đó, chân móng của nó là móng sò, sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Con bò nè. Đó, quý cô chú anh chị bạn ở gần xa ai có nhu cầu muốn mua cái đôi bò này thì cứ nhanh tay gọi em xuống thoại để trên màn hình nha. Đó, hai con bò ú mềm luôn, không có ốm nha. Bò này là hoàn toàn nghiêm chỉnh từ sái bướm cho tới chân móng nè, sấy nè. Ồ, thấy chưa, đây nè. Ờ, để khi mà chúng ta mua bò về á, cái chúng ta khỏi phải mà nói là thằng Út này nó bán bò sái bướm tùm bậy tùm bạ, chân móng thì cũng tùm bậy tùm bạ, không có nha. Em bán đâu ra đó. Trước khi giao bò cho cô chú anh chị và bạn, cô chú anh chị và bạn vui lòng kiểm tra lại ha. Kiểm tra lại, nếu như mà bò không có đúng trong cái hình, không đúng trong video thì cô chú anh chị bạn khỏi nhận ha. Cái đó là cái hợp đồng mua bán. Tại sao em bán hàng, em bán nhiều khi cô chú anh chị điện thoại lại nói Út nó bán bò sao mà cứ điện tới nó cái là nó bán à, điện tới nó là nó bán rồi. Mà thật sự cô chú anh chị các bạn nhìn thấy, cô chú anh chị cũng biết, con bò nào mà em bán không được thì em khe cái là em quay đi video là em đăng bán lại, em nói là con bò đó bán không được em tuột giá em bán ha. Còn bò nào mà em không quay hình lại thì cô chú anh chị cũng hiểu rồi, là nó đi về với chủ mới rồi. Tại sao mình thấy ưng mình điện liền, chứ để mình để chút xíu cái là người ta điện người ta mua rồi. Với lại cái phần á là do cái giờ phát sóng của em là em phát trực tiếp, có rất là nhiều người vô coi trực tiếp, để khi mà chúng ta thấy ưng chúng ta điện, chứ để người ta điện trước người ta mua trước chứ sao, bán rồi thì em nói bán rồi nha. Đó, em làm cái chương trình này nè cô chú anh chị bạn, em làm cái chương trình này thì nói chung là cũng có người thương người ghét, cũng có người người ta đâm thọt, cũng có người này nói tốt người kia nói xấu, thì nói chung là xã hội mà mình đâu có bịt miệng ai được. Mình sống làm sao mà mình cảm thấy mình vui vẻ là mình sống thôi, chứ mình hơi nào mình nghe miệng thiên hạ
Đó thì mong là cô chú anh chị các bạn chúng ta thấy ưng đôi bò này thì gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình nha. Thấy không, đôi bò này khá là hợp lệ luôn á. Đó, từ cái sái bớm, từ cái chân móng, nó chiều cao thì một chút xíu nữa em cập nhật cho quý cô chú anh chị các bạn luôn ha. Chiều nay trời mát quá, ngồi nói chuyện nãy giờ muốn xỉu. Đây quý cô chú anh chị các bạn thấy không, cái đầu bò này nói chung là khi mà mọi người nhận bò của em á, em bán hàng đúng là em bán bò, em bán bò trên mạng thiệt. Nhưng mà mọi người biết làm sao không, không phải ai bán đồ trên mạng người ta cũng lừa đảo đâu, em nói thiệt đó. Người ta bán đồ trên mạng là người ta bán có một số thành phần, cái này có chứ không phải là không có. Một số em cũng đã từng bị rồi nè, một số thành phần á, cô chú anh chị bạn mua hàng trên mạng mình phải kỹ mới được nha. Đó, chứ người ta chịu chủ yếu là người ta tính tới cái lợi nhuận của người ta không, người ta không có nghĩ tới cái tâm. Làm vậy thất đức lắm, em nói thiệt. Nói một tiếng một, mua bán là đâu phải ra đó. Mình đừng có lừa gạt người ta, mình lừa gạt người ta sau này ai lừa gạt mình, đúng không? Tuy là em còn nhỏ tuổi nhưng mà cái suy nghĩ của em á thì nó cũng không phải là nhỏ. Mình bán đồ cho cô bác, mình bán đồ cho người ta, mình phải bán có cái tâm để sau này á mình còn gặp người ta hoặc là mình bước ra xã hội, người ta mình ít, mình không có bị người ta gạt lại. Còn mình bán là mình tối ngày mình sống, mình chỉ biết mình không à, là xã hội này không có chấp được cái con người như vậy. Một phần nữa của chú anh chị bạn, nó có nhiều thành phần lên đây nói xấu em, bêu xấu em. Em nói thiệt, nếu như mà em xấu xa như vậy á thì bắt trước em làm gì, đúng không? Em nói nhiêu đó thôi, mình hôm nay mình nói xấu người ta, ngày mai ai nói xấu mình, đúng không? Cái quy luật của xã hội vậy á, mà miệng đời không ai đâu mà đi tranh cãi làm cái gì. Em bán hàng chủ yếu lên là em bán cái đồ ngon, cái đồ chất lượng, cái giá thành hợp lệ thì bà con mua thôi, chứ bà con đâu có hơi nào đâu mà xen vô chuyện cá nhân đời tư của ai làm gì, đúng không? Rồi thì bây giờ em sẽ đo thử cái chiều cao của đôi bò này và gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn cái hình ảnh về chiều cao thật sự của đôi bò này ha. Chúng ta xem. Rồi nè, cưng lấy cái thước cưng đo giùm anh coi. Phỏng phỏng cưng bò, hai bò này cỡ xê xích nhau, dùm 9-10 chứ không nhiều đâu. Cưng đo sách thước đo thử coi. Đo thử cái bò này chiều cao nó nhiêu ha, để bà con ta thấy người ta biết. Nó nhiều. Con này chừng 1m2 gì vậy? Vậy dữ hả? Đo lại kỹ coi. Nó 45 nè. Phải không? Phải. Đo kỹ chính xác chứ để bà con đây người ta không có coi được. Nhiều khi mình đo không được chính xác lên nó công buồn phiền nha. Cái cây thước kia nè. Đo em đo chính xác lại coi. Để cái thước ngay ngắn lại. Em cầm máy quay đi. Đưa anh. Làm gì tay run dữ hả? Mình né con bò ra. Đó. Mình che khuất cái mặt, mình che khuất cái thước lại, mình đứng ra mình nhắm. Vậy có ở đâu? Có 1m22 à, chiều cao 1m22 của chú anh chị bạn ha. Cái đôi bò này nói chung là nó cũng xê xích 8-10 á, 9-10 gì đó. Thì cô chú anh chị và các bạn ta ưng mua thì cứ liên hệ với em nha. Cặp bò này có giá là 39 triệu. Và bây giờ em xin chào và kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn xem video của em nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.